Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cô bác thân mến, hải sản, đặc biệt là cá, luôn là một loại thực phẩm được rất nhiều cô bác ở đây yêu thích. Đặc biệt là trong hải sản luôn có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe, giúp cô bác phòng ngừa cũng như điều trị được rất nhiều căn bệnh nữa. Tuy nhiên, có một số loại hải sản, đặc biệt là cá, mang nhiều độc tố gây ngộ độc, thậm chí là tử vong cho người tiếp xúc và ăn phải. Trong video ngày hôm nay, chương trình sẽ chia sẻ với quý cô bác 7 loại cá cực độc mà rất nhiều người Việt chúng ta đang ăn phải mỗi ngày nhưng lại không hề hay biết. Cô bác hãy cùng theo dõi để tránh xa, kẻo rước bệnh vào thân qua video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên đó là các loại cá nóc. Rất nhiều cô bác thắc mắc vì sao loại cá bé nhỏ như cá nóc lại là kho chứa độc tố vô cùng nguy hiểm đối với cơ thể như vậy đúng không nào? Theo Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, những năm qua đều có cảnh báo về nguy cơ ngộ độc từ loại cá này và khuyến cáo người dân cần loại bỏ, không sử dụng cá nóc làm thực phẩm cho người. Cá nóc gây ngộ độc do có chứa tetrodotoxin tập trung nhiều ở gan, thận, tụy, cơ quan sinh sản, mắt, mang, da và máu. Độc tính của độc tố tăng mạnh vào mùa sinh sản của cá từ tháng 2 đến tháng 7 trong năm. Độc tố cá nóc có tính bền vững cao, ngay cả khi cô bác đun sôi ở nhiệt độ trên 100 độ C thì cũng phải mất đến 6 tiếng đồng hồ mới giảm được một nửa độc tố. Đun sôi ở mức 200 độ C trong 10 phút, độc tố mới bị phá hủy hoàn toàn. Như vậy, nếu chỉ đun nấu thông thường thì ngộ độc cá nóc vẫn có thể xảy ra phổ biến do độc tố chưa bị phá hủy hết. Khi phơi khô thì chế biến thông thường, độc tố chưa bị phá hủy nên vẫn gây ngộ độc. Khi cô bác ăn phải cá nóc có chứa độc tố, chỉ sau khoảng 5 phút hoặc muộn hơn là 2 đến 3 tiếng đồng hồ sẽ xuất hiện cảm giác ngứa ở miệng, môi và lưỡi tê khó chịu. Tiếp đó là thấy mệt mỏi, chóng mặt, choáng váng, cảm giác như nghẹn thắt lồng ngực, vã mồ hôi, tiết nước dãi, sùi bọt mép, nói khó, nuốt khó, mặt ửng đỏ, đau bụng, buồn nôn, nôn, run giật, cứng hàm, cứng lưỡi, chi yếu dưới, đồng tử co, liệt vận động nhãn cầu. Trường hợp nặng còn bị liệt toàn thân, người mềm ra, chân tay mất khả năng vận động, da tím tái, nhiệt độ và huyết áp giảm, khó thở, cuối cùng liệt cơ hô hấp, trụy tim mạch và tử vong. Tỷ lệ tử vong rất cao nếu như cấp cứu chậm. Do vậy, để phòng ngừa nguy cơ ngộ độc, cần loại bỏ các loại cá nóc ngay từ khi kéo lưới đánh bắt tại bến cá. Loại bỏ cá nóc lẫn cá thường khi phơi khô. Không làm chả cá nóc, bột cá nóc hoặc các sản phẩm cá nóc khác để bán. Không ăn cá nóc tươi và các sản phẩm chế biến từ cá nóc. Nếu không may ăn phải cá nghi ngờ là cá nóc, khi xuất hiện dấu hiệu ngứa họng, tê môi, tê lưỡi, tê bàn tay thì cô bác cần nôn ngay bằng cách ngoáy thành sau họng, uống thuốc giải độc, đồng thời đến ngay cơ sở khám y tế để được cấp cứu kịp thời của bác nhé. Loại cá thứ hai đó là cá nuôi tăng trọng. Thông thường ở những vùng biển thì cô bác sẽ có cơ hội cũng như điều kiện thưởng thức các loại đá cá được đánh bắt trực tiếp tươi ngon và được sống ở môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, với những thành phố lớn lại nằm cách xa biển hoặc không có biển thì đa phần cô bác sẽ phải mua cá và hải sản ở các khu chợ hay siêu thị. Thế nhưng thực tế thì có tới 90% các loại cá bán ở chợ siêu thị đều được nuôi công nghiệp. Có nghĩa là sử dụng các loại thức ăn để vỗ béo, cá sinh trưởng nhanh để phục vụ đủ lượng cung hàng ngày của chúng ta. Tuy vậy, có một số loại cá nuôi một cách quá đà, ăn nhiều chất tăng trọng dẫn tới hình thành các cục mỡ cá dày. Cá nuôi có thể ô nhiễm nhiều hơn từ các hóa chất công nghiệp độc hại, chẳng hạn như BPC và dioxin. Chúng thường được nuôi trong tình trạng đông đúc và chứa nhiều vi khuẩn, thuốc kháng sinh và có nguy cơ tích tụ kim loại nặng. Nhiều cô bác có quan niệm đó là mua được cá to, cá béo là tốt nhất, thế nhưng thực tế lại không phải như vậy đâu cô bác nhé. Do vậy, cô bác chỉ nên chọn những loại cá có độ lớn chuẩn theo thang sinh trưởng. Không thể đòi hỏi một con cá chép lại nặng tới 3kg được, hay một con cá diếc phải nặng tới 1kg, trong khi đó trọng lượng trung bình chỉ khoảng 300g là đạt tiêu chuẩn nhất của bác nhé. Nằm ở vị trí thứ 3 trong danh sách này đó là cá sống. Nhiều cô bác, đặc biệt là các bác nam giới, rất thích ăn những món được chế biến theo từ cá sống như là gỏi cá hay là sashimi. Theo cô bác, cách ăn cá như thế sẽ đảm bảo độ tươi ngon, béo ngậy và hấp dẫn. Tuy nhiên, cách ăn này không hề tốt cho sức khỏe như cô bác vẫn nghĩ đâu ạ.
Đối với những cô bác bị đau dạ dày, lớp niêm mạc thường mỏng hơn người bình thường. Khi ăn cá sống, những con vi khuẩn, ký sinh trùng sẽ có cơ hội mon men vào bên trong cơ thể, trú ngụ lâu dài và mang tới những căn bệnh không hề mong muốn. Hơn nữa, không phải loại cá nào sống cũng có thể làm gỏi hay sashimi. Chúng ta phải xem xét nguồn gốc, cách nuôi giống có đủ tiêu chuẩn hay không, kể cả những loại cá gắn mác nhà nuôi. Nhưng chính người nuôi cũng không rõ là cá nhà mình đã ăn phải tạp chất gì, có bị nhiễm độc nước hay không. Tốt hơn hết, chúng ta cứ ăn chín uống sôi để giữ đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Loại cá thứ tư đó là cá biển lớn. Đối với một số cô bác, cá biển được đánh bắt xa bờ là những loài giống quý hiếm, đặc biệt là những giống cá rất to, sống lâu năm. Thế nhưng cô bác nên nhớ này, giống cá này ở ngoài biển thường ăn tạp chất, tất cả các loại cá bé hơn nó, không ngoại trừ những con sinh vật có nọc độc, cả các loại sứa, bạch tuộc, mực chứa kim loại nặng như thủy ngân. Điều này hoàn toàn nguy hiểm khi con người không thể chịu đựng được mức độ độc tố lớn như vậy. Do vậy, cô bác nên tránh tiêu thụ chúng hết mức có thể. Tiếp theo đó là món cá nướng tẩm ướp. Ở một số khu chợ thường sẽ bày bán những con cá đã được tẩm ướp phơi khô. Cô bác chỉ cần mua về rán giòn hoặc nướng lên là đã có thể thưởng thức ngay. Thoạt nhìn thì chẳng có vấn đề gì cả, ăn vào lại rất đưa cơm. Thế nhưng đây không phải là cách ăn cá tốt nhất cho sức khỏe và được khuyến khích của bác nhé. Bởi vì những loại cá như thế này đã được tẩm ướp sẵn với độ mặn cực kỳ cao. Việc đem về chiên rán đã sinh ra chất độc hại rồi, lớp muối bảo quản lại làm tăng lượng muối hấp thụ của cơ thể. Trong đó có thể kể đến hydrocarbon thơm đa vòng, độc hơn, hút 250 điếu thuốc lá. Các loại cá nướng hun khói tẩm ướp của bác nên hạn chế ăn đến mức thấp nhất có thể. Thứ sáu đó là các loại cá có mùi lạ. Khi nghi ngờ cá bị ươn, cô bác tuyệt đối không nên cố gắng chế biến. Nếu có mùi lạ như mùi dầu hòa thì có khả năng cá nhiễm độc từ nguồn nước chứa chất phenol. Nguồn nước bẩn này bị ô nhiễm từ các nhà máy thải ra, cá sẽ vô tình ăn phải và tích tụ độc tố. Ngoài ra, cô bác cũng cần hết sức lưu ý là có rất nhiều cô bác bán cá ở ngoài chợ. Một số tiểu thương sẽ bỏ thêm vào nước độc tố formaldehyde để giúp cá bơi nhanh hơn, người mua sẽ hiểu nhầm là cá khỏe mạnh còn tươi. Thế nhưng nếu tiếp xúc với chất formaldehyde này lâu dài, nguy cơ ung thư nội tạng là rất cao. Thứ bảy đó là các loại cá da trơn. Cá da trơn như cá basa, chê, cha, lăng là những loại cá mà cô bác nên hạn chế ăn nhiều. Bởi vì trong loại cá này có chứa một vài hormone ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Bởi vì thông thường bản thân cá da trơn có kích thước khá to dễ nuôi. Các loại cá này cũng được xếp vào nhóm cá nhiễm độc hoặc có tỷ lệ nhiễm độc cao. Vì thế, người nuôi cá thường cho ăn nhiều để tăng kích thước của chúng nhằm kiếm thêm lợi nhuận. Do vậy, cô bác nên mua những con cá da trơn có kích thước vừa phải thì ăn sẽ ngon và an toàn hơn. Vừa rồi là 7 loại cá được xếp vào danh sách cực độc và nguy hiểm cho sức khỏe nếu cô bác ăn nhiều hoặc không biết cách ăn. Do vậy, cô bác cần hết sức lưu ý từ khâu chọn cá, mua cá cho đến khâu chế biến để đảm bảo sức khỏe của bác nhé. Cô bác thân mến, hải sản là một trong những loại thực phẩm thơm ngon, bổ dưỡng và được nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, loại thực phẩm này cũng khiến cho nhiều cô bác bị dị ứng, nặng hơn là ngộ độc nếu như không biết cách chế biến và ăn đúng cách. Vậy thì khi ăn hải sản, cô bác cần chú ý đến những điều gì? Hãy cùng theo dõi phần sau của video để có câu trả lời chính xác nhất nhé! Lưu ý thứ nhất đó là hạn chế dùng hải sản đông lạnh. Như tôi đã nói là bởi vì sống ở thành phố, xa biển, thế nên hầu hết nhiều cô bác chỉ có thể tìm mua hải sản ở chợ hay những ở quầy đông lạnh của các siêu thị. Tuy nhiên, cô bác hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng khi mua, hoặc nếu mua hải sản tươi sống thì cũng cần tính toán số lượng hải sản cần dùng, đảm bảo đủ trong ngày, tránh mua quá nhiều làm dư thừa. Vì khi dư thừa, chúng ta sẽ có xu hướng hay tích trữ trong ngăn đông của tủ lạnh. Mặt khác, nếu thời gian tích trữ càng lâu sẽ làm suy giảm chất lượng dinh dưỡng vốn có cho các loại thực phẩm này. Đặc biệt, qua thời gian lưu trữ, vi khuẩn sẽ hình thành nhiều hơn nên càng làm tăng nguy cơ cao gây ngộ độc cho người sử dụng. Một lưu ý đó là hải sản sau khi tích trữ trong tủ lạnh được giã đông, cô bác chỉ nên áp dụng phương pháp chế biến gồm nướng, chiên, xào. Dưới tác dụng nguồn nhiệt cao sẽ góp phần diệt trừ vi khuẩn gây hại cho con người.
cô bác tuyệt đối không nên áp dụng phương pháp luộc, hấp hay nấu lấy nước dùng vì nguy cơ gây ngộ độc sẽ cao hơn rất nhiều lần so với các phương pháp khác. Cô bác cũng không nên sử dụng lại phần nước dùng đó trong việc chế biến món ăn. Lưu ý thứ hai đó là nguy cơ mắc bệnh gút nếu uống bia lúc ăn hải sản. Ăn hải sản uống bia, có lẽ đây là một cặp đôi quá quen thuộc trong bữa nhậu của nhiều bác nam giới đúng không ạ? Thế nhưng hai loại này không tốt cho sức khỏe nếu cô bác dùng chung một lúc. Lượng purine trong hải sản, trong quá trình trao đổi chất của con người sẽ hình thành axit uric. Axit uric dư thừa có thể gây ra bệnh gút và các bệnh khác. Ăn nhiều hải sản cùng một lúc và sau đó uống bia, nó sẽ làm tăng tốc độ hình thành axit uric trong cơ thể người. Lượng axit uric dư thừa sẽ tích tụ tại các khớp xương hoặc các mô mềm, từ đó dễ dàng mắc chứng gút. Lưu ý thứ ba đó là không nên uống trà, ăn trái cây ngay sau khi ăn hải sản. Cô bác hẳn đã biết là hải sản cung cấp lượng lớn canxi cho cơ thể con người, do đó mọi người vẫn thường ưa chuộng loại thực phẩm này để giúp xương răng chắc khỏe và ngăn ngừa loãng xương. Thế nhưng chính thành phần canxi trong hải sản cũng có thể khiến biến thành tác nhân gây hại cho con người nếu chúng ta dùng hải sản kết hợp với uống trà hoặc ăn trái cây, chỉ những loại trái cây chứa nhiều thành phần axit tannic. Nguyên nhân là do trong trà và trái cây có chứa axit tannic. Khi ta uống sau ăn hải sản, chúng sẽ lập tức xảy ra phản ứng hóa học với canxi gây kích ứng lên hệ tiêu hóa, khiến chúng ta bị đau bụng, buồn nôn, thậm chí là gây bệnh sỏi thận rất nguy hiểm. Vì vậy, không nên sử dụng trà hay trái cây để tráng miệng sau khi ăn. Cô bác có thể dùng những loại thực phẩm này sau khi ăn hải sản ít nhất là 2 tiếng. Lưu ý thứ tư đó là không nên ăn hải sản đã chết. Một số cô bác thường muốn mua hải sản đã chết vì có giá rẻ hơn đáng kể so với các loại hải sản tươi sống. Nhưng đây lại là một suy nghĩ vô cùng sai lầm của bác nhé. Nguyên nhân là vì khi hải sản chết, nguy cơ sẽ xuất hiện nhiều vi khuẩn gây hại hơn và trực tiếp đe dọa đến sức khỏe của chúng ta. Nếu hải sản chết kết hợp cùng phương pháp chế biến không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì sẽ càng khiến cho nguy cơ gây ngộ độc tăng cao, thậm chí có thể gây tử vong. Do vậy, cô bác phải luôn cẩn trọng khi chọn mua hải sản, tránh mua phải hải sản chết, chỉ mua ở những nơi uy tín. Hơn nữa, một số loại hải sản có vỏ như ngao, sò, ốc, cua, ghẹ khi bị chết có tốc độ ô nhiễm và số cấp protein cao hơn rất nhiều so với phần thịt, thậm chí có nguy cơ sản xuất độc tố, đe dọa cho sức khỏe con người. Chẳng hạn như cua sau khi bị chết, các loại vi khuẩn liên phồn thực rất nhanh mạnh trong cơ thể cua, khiến histidine nhanh chóng chuyển hóa thành histamine, gây độc đối với cơ thể. Đặc biệt là cua chết càng lâu thì lượng histamine sinh ra càng nhiều, khi ta ăn vào càng dễ bị ngộ độc. Cô bác chỉ nên ưu tiên mua hải sản về nhà rồi tự chế biến và nấu nướng, hạn chế ăn ở bên ngoài để đảm bảo an toàn khi sử dụng. Đồng thời nếu có hội họp, liên hoan bên ngoài, chúng ta cũng chỉ nên chọn những địa điểm uy tín khi ăn hải sản của bác nhé. Lưu ý thứ tư đó là không ăn hải sản cùng những thực phẩm giàu vitamin C. Thực phẩm giàu vitamin C rất tốt cho sức khỏe con người, nâng cao sức đề kháng để chống chọi lại mọi bệnh tật. Tuy nhiên, cô bác cần lưu ý là chúng ta không nên sử dụng hải sản cùng với thực phẩm giàu vitamin C. Nguyên nhân là do trong hải sản có chứa chất arsen pentavalent. Chất này bình thường không gây hại cho cơ thể con người, nhưng nếu có sự xuất hiện của vitamin C thì chúng lập tức xảy ra phản ứng hóa học với vitamin C để biến đổi thành thạch tín. Đây là chất gây ngộ độc có thể khiến cho chúng ta tử vong. Lưu ý thứ năm đó là không nên ăn hải sản đã chế biến để qua đêm. Thói quen giữ đồ ăn thừa qua đêm để tiết kiệm có lẽ không nên áp dụng đối với hải sản. Lý do là vì hải sản chứa lượng đạm rất cao nên rất thu hút các vi khuẩn ăn xác và tạo thành các mầm bệnh không có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt với các loại cá biển có nồng độ thủy ngân cao như cá ngừ, cá thu còn là điều kiện thuận lợi cho các vi khuẩn tạo chất độc khiến người ăn phải dễ bị ngộ độc thực phẩm. Vì vậy, hải sản đã được chế biến thì không nên ăn sau khi để qua đêm, dù cho được để trong tủ lạnh, vì nhiệt độ trong tủ lạnh khó có thể ức chế các loại vi khuẩn gây nguy hại kể trên. Và cuối cùng là một số đối tượng sau đây nên hạn chế ăn hải sản, cô bác hãy lưu ý nhé.
Phụ nữ mang thai và đang cho con bú thường xuyên ăn đồ hải sản sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển hệ thống thần kinh của thai nhi hoặc của trẻ nhỏ, đặc biệt có những triệu chứng phải kể đến khi trẻ từ 7 đến 14 tuổi mới xuất hiện. Vì vậy, theo khuyến cáo của các chuyên gia, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú nên hạn chế ăn đồ hải sản, tốt nhất mỗi tuần chỉ nên ăn từ 1 đến 2 lần, mỗi lần dưới 100 gram. Những người bị bệnh gút hay viêm khớp, các món ăn từ hải sản cũng là thực đơn kiêng kỵ đối với những người bị bệnh gút. Đây là căn bệnh được mệnh danh là bệnh nhà giàu do chế độ ăn nhiều thịt, hải sản và uống rượu bia làm tăng axit uric trong máu. Nếu không tiết chế kịp thời thì đến một lúc nào đó bệnh nhân sẽ rất đau đớn, khó khăn khi vận động. Những người bị dị ứng da. Hải sản là nhóm thức ăn gây dị ứng nhiều nhất trong số các trường hợp bị dị ứng trong khi ăn uống. Chất gây dị ứng có trong đồ biển khi đi vào cơ thể sẽ gây ra phản ứng quá mẫn cảm. Biểu hiện của dị ứng rất đa dạng và thường xuyên xảy ra rất nhanh. Thường chỉ sau khi ăn vài giờ, có người chỉ vài phút. Nhẹ thì nổi mề đay từng vùng hoặc khắp người, ngứa ngáy, nôn nao, khó chịu. Nặng thì ngoài nổi ban và ngứa, còn phù nề mặt, nôn, đau quặn bụng, có cảm giác nóng rát vùng thượng vị, tiêu chảy, khó thở. Cũng có trường hợp nguy kịch, người bệnh có kiểu ứng phản vệ dẫn đến tử vong. Cô bác thân mến, hy vọng với những chia sẻ trên đây, cô bác đã biết được những lưu ý khi ăn hải sản để có thể thưởng thức được trọn vẹn hương vị thơm ngon cũng như đảm bảo an toàn sức khỏe mà hải sản đem đến cho cô bác nhé. Thời lượng của video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô bác thấy những thông tin mà Sống Khỏe Mỗi Ngày mang đến có bổ ích và thú vị không ạ? Cô bác đừng quên để lại những ý kiến đóng góp, đánh giá cho chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Cô bác cũng đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho đội ngũ biên tập của kênh. Còn bây giờ, Sống Khỏe Mỗi Ngày xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác trong những video tiếp theo trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày.